Tôi hướng dẫn cho các bạn cái trường hợp mà chúng ta đã tạo cái dữ liệu là làm cái dữ liệu lại cho công ty là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Thì nhưng mà khi vào làm cho doanh nghiệp ấy, thì chúng ta lại cái doanh nghiệp của mình lại là doanh nghiệp mà thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ. Thì đáng nhẽ là lúc tạo dữ liệu thì chúng ta phải sửa, nhưng mà bây giờ trong trường hợp mà không sửa được cái đấy thì chúng ta sẽ giải pháp này để tăng cái giá trị, tăng cái tài sản mà hàng tài sản nhập khẩu mà lại thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ, đưa trực tiếp vào giá trị hàng tồn kho. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, tôi đã khai báo sẵn một cái tài sản này đấy, ở trạng thái là mua chưa dùng, giá trị là 1 tỷ. Đây các cái thông tin còn lại đây, 120 tháng là ngày số tháng tính khấu hao nhá, các tài khoản này. Đây chỉ là ví dụ minh họa thôi. Các bạn vào phần nghiệp vụ này, tài sản này, mua ghi tăng này. Ở đây chúng ta chọn thêm nhá. Thêm ở đây thì khi chúng ta thêm một cái chứng từ tài sản cố định mua ghi tăng này, chúng ta chọn cung cấp này. Nhà cung cấp nhá. Ở đây chúng ta ví dụ như 0110 đi, 0110 đi. Thế thì cái quan trọng nhất là cái hóa đơn ở đây này, cái hóa đơn ở đây chúng ta sẽ không kê ở đây, không đả động gì đến cái hóa đơn này nhé, xóa hết cái tài sản này chúng ta chọn này. Đấy. Đầu tiên chúng ta chọn cái tỷ giá đô đã nhá. Ở đây chúng ta 20 triệu đi, 20.000 đi. Cái giá mua là 50.000 đô. Phần hóa đơn này chúng ta bỏ qua nhá. Phần thuế này. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta mua hàng nhập khẩu, chúng ta phải tích vào cái hàng mua nhập khẩu thì nó mới hiện lên cái phần thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy này, ví dụ thuế nhập khẩu của ta là 150 triệu, và cái này ấy, là cái phần này là bao gồm này 100 triệu tiền thuế giá trị gia tăng và 15 triệu tiền thuế vận chuyển, thế là chúng ta có 115 triệu tổng cộng vào hết nhá các bạn nhá. Ở đây chúng ta chọn phân bổ chi phí thì nó sẽ hiện ra là một cái chứng từ chung để hạch toán phần chi phí mua hàng này. Đầu tiên chúng ta lưu ý này, trong cái chứng từ chung này các bạn kéo ra các bạn nhìn thấy nhá, đây là phần chi phí mua tài sản cố định, thì cái này chính là cái phần thuế giá trị gia tăng và phần 15% thuế và phần 15% thuế 10% thuế giá trị gia tăng và 15 triệu tiền chi phí vận chuyển. Cái bên dưới này nhá, sau khi các bạn ví dụ ở đây thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chúng ta đưa vào 211 đúng không, ở đây rồi cái này thì các bạn sẽ thêm một dòng nữa, đây là thuế này, giá trị gia tăng này, ở đây các bạn số tiền các bạn là bao nhiêu, 500 đô. Hai mươi này, đây là bao nhiêu, 5.000 đô, 100 triệu, và ở đây các bạn đấy là sẽ chia ngược lại là 750 đô. Đây là phần chi phí vận chuyển. Thế thì sau đấy chúng ta sẽ kê thuế ở bên này. Thì tài khoản thuế nợ, tài khoản thuế có này, các bạn có thể hạch toán ở đây. Nhưng mà trong trường hợp ấy, cái thuế giá trị gia tăng này các bạn này, khi các bạn kê bên này thì bên này các bạn không phải hạch toán nữa. Vì cái phần thuế này nếu mà các bạn kê vào đây nó sẽ thành hai lần, cần chúng ta xóa dòng này đi. Sửa lại nó chỉ còn thế này, và chúng ta kê thuế. Đây, ví dụ tài khoản nợ thuế là 211 đấy, tài khoản có là 331 đúng không? Đây ví dụ như thế, tăng giá trị hàng nhập kho, phần trăm thuế là 10%, ở đây giá tính thuế là 1 tỷ, giá tính thuế là 50.000 đô, giá tính thuế quy đổi 5.000 đô, tiền thuế đối tượng hạch toán đấy, loại hóa đơn vậy chúng ta mới kê ở đây. Ví dụ chúng ta lưu ở đây.
Đấy, sau đấy thì các bạn nhìn thấy này, cái chứng từ bên này thì thuế tài sản nó sẽ vào rồi. À, cái phần thuế nhập khẩu ấy thì nó tự động hạch toán vào tăng giá trị hàng tồn kho. Còn phần thuế giá trị gia tăng thì tất cả ở đây nó tự động nó tăng lên đối ứng với tài khoản ấy nhá, đối ứng với tài khoản hàng nhập kho nhá. Đấy. Rồi, ok, như vậy là các bạn đã có thể nhập cái phần đấy được rồi.